Chào cả nhà, hôm nay Kim Ngân sẽ chia sẻ với cả nhà xe của con. Kim Ngân nó mới mua brand new, xe mới luôn. Đây là cái xe này giá 30.000 đô. 30.000 tức là chưa tới 1 tỷ. 40.000 là 1 tỷ thì cái này là gần tới 1 tỷ thôi nếu mà mua ở Mỹ. Xe này chạy bằng xăng và bằng điện nha cả nhà. Chạy bằng xăng và bằng điện. Đây là Toyota Hybrid. Nó kêu là Hybrid thì bây giờ Kim Ngân sẽ review ở ngoài cho cả nhà thấy. Đây là Hybrid. Mà khi mà xe mới mua về thì chưa có bảng số chính thức. Bảng số chính thức sẽ chờ 1 tháng nó mới gửi về. Thì đây là xe này là giá 30.000. Đó, xe Toyota nha cả nhà. SUV Toyota. Bữa hổm Kim Ngân review là Cadillac. Nhưng mà Cadillac xe đó là khoảng 70.000, tức là 1 tỷ rưỡi. Còn xe này thì là chưa tới 1 tỷ. Thành ra con Kim Ngân nó mua xe này 30.000 đô. Xin chia sẻ, Kim Ngân sẽ chia sẻ ở phía bên trong chút xíu nữa cho cả nhà thấy. Tất cả là đều là hệ thống điện, máy móc bằng điện hết. Ghế, nhạc, GPS, cái gì cũng bằng điện hết. Xe rất là đẹp, mà cũng rất là đẹp luôn. Đây, Kim Ngân xin chia sẻ với cả nhà như vậy. Dear friend, this is my son and my daughter-in-law. They just bought a brand new Toyota. This car is SUV hybrid, which is they can run gas and run electronic. They were $30,000. Xe này xe của con trai của Kim Ngân và xe này là của con dâu. Nó mới mua, nó mới mua được 1 tuần thôi. Đó là Kim Ngân bận rộn chưa có thấy, bây giờ Kim Ngân mới về thấy được. Và Kim Ngân sẽ quay cho cả nhà xem. Đó, chưa có bảng số, chỉ là bảng số phụ thôi. Còn nếu mà bảng số mới thì đây, nó khác nhau. Đó. Đây, chia sẻ với cả nhà nha. Bây giờ Kim Ngân phải đi làm, móng tay móng chân, lâu quá rồi. Đi về bên đó lo đám ma của má chồng. Bây giờ móng tay móng chân dơ lắm, thành ra Kim Ngân phải đi ra tiệm để cho người ta làm sạch sẽ lại. Ok. Phải đi sớm là người đầu tiên, không phải chờ. Xin chia sẻ với cả nhà vậy. Cái bông phượng của Kim Ngân đẹp quá. Cái bông phượng ra bông nè. Nó ra mà tháng 12 là hết rồi. Xin chia sẻ cả nhà nha. Bye bye. Chào cả nhà. Đây là cái xe mới. Xe Kim Ngân sẽ chia sẻ với cả nhà trong ở trong và ngoài. Và xe này là xe mới toanh luôn, mới mua. Toyota Hybrid là nó chạy vừa bằng điện và vừa bằng gas. Thì con của Kim Ngân nó mua để mà nó để tàu lên đi câu cá. Đó là cái xe này có thể chở cái tàu như vậy để mà mình đi câu cá hay là mình đi chơi ở ngoài biển. Thì đây là cái xe mà Kim Ngân sẽ review với cả nhà là Toyota Hybrid. Thì khi mà nó có cái hiệu logo như vậy thì là sẽ chạy bằng điện, và bằng xăng, hai thứ luôn. Thì cái xe này là xe mới toanh, mới lấy về từ ở ngoài ở dealer, thành ra chưa có bảng số nha cả nhà, chưa có bảng số. Thì con Kim Ngân nó mới gắn vừa, mà mình phải muốn gắn lên tàu thì mình phải làm cái rack để mà gắn lên. Rồi thì chia sẻ với cả nhà nha. Kim Ngân sẽ chia sẻ ở phía bên trong. Cái xe này là đó, ở nhà thấy để cái tàu lên không? Okay. Dear friend, we just got this car, brand new Toyota Hybrid. So that we can put a boat on to go fishing. I'm gonna share with you the inside of the car later. Xin chào cả nhà trở lại. Bây giờ Kim Ngân sẽ review cái xe mới của con Kim Ngân nó mới mua. Thì đây là cái chìa khóa và mọi thứ đều là power, đều là sử dụng. Thì các bạn bấm cái này để mà mở cửa ra. Và cái đặc tính của cái xe này là rất là tiện, là các bạn có thể xài bằng xăng và có thể xài bằng điện mà không phải cần cắm điện ở trong những cái cột trụ giống như xe Tesla, mà các bạn chỉ cần cắm điện ở điện bình thường ở nhà thôi. Và thứ hai nữa là cái xe này, cái máy á, các bạn không có nghe được luôn. Để Kim Ngân đề máy cho các bạn nghe nha. Máy á, thì các bạn đề chỗ này,
chân các bạn để chỗ thắng và các bạn bắt đầu đề và các bạn chỉ bấm thôi là xe nó bắt đầu start lên, không nghe tiếng xe luôn đó. Các bạn thấy nó chữ, nó có thấy cái chữ là nó để là ready không? Đó là xe đã đề xong rồi đó. Các bạn không nghe tiếng xe luôn, máy im thật là im. Đó là xe đã đề xong rồi đó. Thì trong xe này có trong xe này thì tất cả đều là máy móc hết. Và đây là cái chỗ mà để mà các bạn gài số để mà đi. Thì trên này có computer, ở trên này có cái thì thí dụ như các bạn đề số xe thì nó sẽ ra cái camera. Đó, các bạn thấy camera không? Đó là số xe. Các bạn thấy không nghe tiếng máy luôn, rất là hay. Kim Ngân rất là thích cái chỗ đó là không nghe tiếng máy luôn. Tưởng đâu là không có work. Rồi các bạn đó là số xe, rồi các bạn chạy tới nha, các bạn chạy tới không nghe máy luôn. Rồi các bạn để lại phạt, ok. Đó là ở đây là computer, có phone, hình và có máy engine là battery là đang chạc để mà chạy bằng điện thì nó đang nữa ha. Đó là như vậy. Thì trong này có cũng bình thường thôi, không có sunroof, ok. Đây là xe, chỉ có mới có để Kim Ngân zoom lại rồi các bạn thấy là chỉ có 434 mai, xe mới toanh luôn, ok. Chỉ có mới chạy có 434 mai thôi. Đó các bạn thấy không? Cái bảng số ở đây có xăng, có đủ thứ luôn, ok. Có đầy đủ hết luôn. Đó là như vậy. Ở trong này rất là rộng nha cả nhà. Ở trong này rất là rộng. Thì để Kim Ngân thì khi mà các bạn mở cửa thì nó có cái hình, cái hình xe đang mở cửa ra. Tất cả đều là computer hết. Đều là. Thì trong này thì Kim Ngân sẽ chia sẻ với các bạn là hai cái ghế ngồi đằng trước. Con Kim Ngân nó mua, nó đặt bao lại. Tại trong này ghế chánh của nó là bằng vải mà màu dơ màu trắng, thành ra nó sợ dơ, nó bọc lại bằng da. Thì các bạn có thể đặt mua cái bộ ghế da này riêng ha. Tính tiền riêng. Đây là phía sau, rất là rộng nha cả nhà. Đó là phía sau, ok. Phía sau ngồi hai người nữa là bốn người. Đó. Và đằng sau này thì mình mở cửa đằng sau cho bạn, mình chỉ để tay vô. Đó, đằng sau này để đồ nữa, rất là rộng rãi ha. Đằng sau này để thêm đồ nữa, rộng rãi lắm. Đó là tổng cái xe này đi chở được chiếc tàu. Con nó mua xe này để mà nó chở tàu đi. Đó, xe là như vậy. Thì Kim Ngân chia sẻ với cả nhà như vậy nha. Đó là xe này nó kêu là hybrid, tức là vừa chạy bằng ga và chạy bằng điện luôn. Thì cái ký hiệu của nó là nó kêu là hybrid, ok. Biết tắt máy chưa, tại máy nó im quá không có nghe được luôn. Rồi tắt máy rồi, mình đứng gần cái chìa khóa nó cũng kêu nữa. Đây là tổng kết của chiếc xe. Kim Ngân có cây phượng đằng trước là mùa phượng, cây đẹp bông quá trời luôn. Đây cây đẹp bông quá trời luôn, bữa hổm gió nó gãy hết nửa cây rồi cả nhà. Thôi là nó rất là xum xê, gió nó làm cho gãy cây đẹp. Thì để Kim Ngân chụp cái hình cái xe đầu với cây đẹp. Và hôm nay thì nó đã thay cái nóc nhà xong rồi, rất là đẹp.
đang đi vào nha. Chào cả nhà, đây là cây phát tài của Kim Ngân. Cây phát tài cũng rất là lớn, trồng nhiều năm rồi. Cây phát tài đây. Chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày cuối tuần an lành.